Hello, xin chào tất cả mọi người. Cỡ khoảng một tuần mấy nay rồi thì Kevin không có ra những cái video EBTuy. Thì mọi người cũng biết là thật sự mà nói về cái EBTuy á, nó rất là khô cằn, nó rất là nhàm chán. Tại vì nó cái EBTuy á, nó chỉ có như vậy thôi. 1, 2, 3, 4, 5 quay lại, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 chứ không có gì hơn cả, rất là khô đó. Cho nên Kevin có lồng thêm vào những cái video mà cuộc sống văn hóa Mỹ để cho anh Hồng anh trải nghiệm, rồi để cho mọi người tìm hiểu được là cái văn hóa của ở bên Mỹ này và bên Mỹ có những gì đó đó. Thì mọi người cũng đã coi video Kevin này, Kevin cũng đã làm mấy hôm nay rồi đó. Ok, thì hôm nay thì Kevin quay lại câu chuyện EBTuy, thì Kevin cũng có vài cái câu hỏi của viết trong comment YouTube của Kevin đó, thì Kevin cũng xin trả lời mọi người. Thì có một cái câu hỏi là khi mà mở hồ sơ đó thì vợ và con có được đi cùng một lúc không với anh không? Ok, câu trả lời là vợ và con là sẽ đi cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với anh luôn. Vợ đi theo anh, con đi theo anh, nhưng mà con phải dưới 21 tuổi nha. Trên 21 tuổi là không có được. Còn mà cái chuyện mà đi cùng thì sẽ là đi cùng. Đó. Rồi. Câu hỏi thứ 2. Thì từ trước đến giờ rồi đó, thì mọi người cũng đã biết rồi, đúng không? Cái diện EBTuy này á, nó không có cái gì gọi là nó huyền bí, nó phức tạp cả. Nói đi, nói lại, nói lòng vòng, nói tới, nói lui 10 năm sau vẫn là như vậy. Vẫn là công ty. Then chốt là công ty. Các bạn không có công ty thì chắc cả đội, đại đội hội luật sư của Đại học Harvard cũng không làm gì được chứ cả, cũng không can thiệp cả. Doanh nghiệp, công ty đứng ra bảo lãnh, nhận bạn vào làm việc. Đó, nó chỉ là như vậy thôi. Thì cái câu hỏi kế đến đó là: bạn ơi, mình hỏi chân thành nhé, đi theo diện EBTuy có dễ không? Dễ hay không thì là cũng không phải là mình quyết định. Dễ hay không là do bên sở lao động, người ta xem xét bên cái công ty mà bảo lãnh của bạn rất là kỹ về thuế nè, về kinh phí nè, người ta sẽ trả bạn như thế nào nè. Là có nghĩa là người ta duyệt cái công ty mà từ ngọn ngành xuống dưới rễ luôn. Đó, không được thiếu một cái gì cả. Đó là bên sở lao động. Khi mà người ta xét duyệt xong thì là bạn đã nắm chắc phần thắng rồi đó. Khi mà sở lao động cấp giấy, gọi là cái perm đó, PERM đó, perm đó, mà công ty đã được cấp giấy perm rồi đó, là bạn đã 90% là bạn đã biết là bạn sẽ được định cư qua Mỹ rồi đó. Còn 10% kia là bên sở di trú, bên cục di trú đó, người ta chỉ có là thủ tục hành chính, người ta muốn biết bạn là ai, có kiểu như là có cái phốt gì xấu với Mỹ không, và người ta kiểm tra sức khỏe của bạn là có những cái bệnh là được liệt vào đó, được liệt ra vào đó, là bạn không được định cư. Nếu mà bạn nằm trong danh sách những cái bệnh đó, nếu bạn có những cái bệnh đó thì bạn không được cấp visa, không được định cư, tại vì bệnh truyền nhiễm mà, truyền nhiễm thì không có được. Thì cái ở cái video sau đó thì Kevin sẽ làm một cái video tường tận hơn về các cái bệnh truyền nhiễm mà sẽ không được visa, không được visa định cư qua Mỹ nha. Ok, tiếp theo nữa là: và tổng chi phí cho gia đình 4 người hết bao nhiêu? Nó không tính theo bằng con cơ chi phí theo từng đầu người nha bạn. Thì nếu mà bạn làm dịch vụ á, thì là một hồ sơ có thể là 0 đồng, hoặc cũng có thể là 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Cái đó thì mình không có nắm cái con số, mình không có, mỗi cá nhân, mỗi dịch vụ người ta đưa ra một cái con số riêng. Nó chỉ là như vậy thôi. Đó. Nhưng mà tính là một hồ sơ, các bạn trả 100.000, các bạn vẫn có thể đi 10 người vẫn đi. Các bạn trả 100.000 thì
hai người đi, các bạn chọn 100.000 cũng có thể một người đi, nó chỉ là một hồ sơ thôi. Với lại có cần chứng minh tài chính không? À, không có cần chứng minh tài chính gì cả, tại vì bạn nên hiểu là EB3 á, là nó không có liên quan gì đến bạn cả. Bạn không có cần chứng minh bất cứ cái tài chính hay bất cứ một điều gì cả. Quan trọng vẫn là công ty, nói đi nói lại then chốt vẫn là công ty. Đó. Mà các bạn nên hiểu là cái vấn đề như vậy nè, ở công ty nha. À, các bạn nộp hồ sơ bây giờ, đúng chưa? 3-4 năm sau, lỡ mà cái công ty mà nó phá sản đi, nó rớt đi, thì là hồ sơ của các bạn sẽ rớt theo. Các bạn nên nhớ như vậy. Công ty cũng như chiếc thuyền vậy đó, đúng không? Chiếc thuyền mà chìm, đang đi giữa sông, chiếc thuyền chìm là bạn chìm theo. Đơn giản là như vậy thôi. Đó, thì các bạn nên hiểu, các bạn nên hiểu rõ là như vậy. Chỉ có công ty và công ty, và cuối cùng cũng là công ty. Cái M3 nhàm chán lắm vậy. Cái M3, bởi sao Kevin thật sự Kevin rất đang nỗ lực. Kevin rất đang nỗ lực, không phải là Kevin quên mọi người đâu. Kevin, tại Kevin xuất phát của Kevin cũng là EB3 và giúp đỡ mọi người nói ra những cái sự thật, những cái sự mà các bạn chưa hiểu được, hoặc là những cái quy trình của EB3. Cho nên Kevin không có phải là Kevin quên các bạn, nhưng mà thật sự là Kevin đang hết lòng nỗ lực, và Kevin đi tìm từng ngày, từng giây, từng phút mà Kevin nói, đang đàm thoại, đang nói chuyện với từng cá nhân mà quan hệ của Kevin, để có những cái nơi công việc mà để người ta sponsorship cho các bạn. Chứ không phải Kevin quên các bạn đâu, nhưng mà chẳng lẽ bây giờ Kevin ngày nào Kevin cũng lên Kevin nói về cái chuyện EB3, nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, Kevin cứ nói đi nói lại nói hoài vậy. Cho dù các bạn, Kevin không biết các bạn tư vấn ở đâu, hay là có nghe ở đâu hay như thế nào đi nữa, đúng chưa? Nói tới đó lui rồi, cái thời gian mở hồ sơ khi nào là đúng rồi, như thế này, như thế kia rồi, cô luật sư này nói, anh luật sư kia nói, rồi thế này, thế kia, đủ loại hết, đúng chưa? Tất cả chỉ là, nó chỉ là đều là công ty, cuối ngày cũng là công ty, thêm 1 năm sau, 10 năm sau vẫn là công ty, các bạn nên nhớ kỹ như vậy, chỉ là công ty thôi. Câu hỏi kế tiếp là, mình muốn tham gia EB3, tỷ lệ đậu bao nhiêu phần trăm vậy? Nó không có tỷ lệ, không có cái tỷ lệ gì cả, không có con số gì cả, do công ty. Bạn phải có công ty, mà khi mà bạn có công ty là công ty phải đủ mạnh, công ty phải rõ ràng, đủ mạnh, đóng thuế, chứ không phải công ty trốn thuế, hoặc công ty khai làm ăn thua lỗ, hay là chỉ đủ vốn thôi, hay là thế này thế kia. Phải, có nghĩa là về mọi mặt hết, bên sở lao động xét duyệt, bên kiểm tra rất là kỹ bên công ty nha. Đó, các bạn nên nhớ nè, 3 năm sau, 4 năm sau các bạn mới sang Mỹ, hồ sơ của các bạn mới hoàn tất, thì trong cái thời gian đó mà công ty mà rớt là các bạn rớt theo. Đó, nếu đặt trường hợp các bạn ở bên Mỹ rồi đó, thì mọi việc nó lại là khác, nó lại dễ hơn, tại vì người ta sẽ cho các bạn là đủ cái thời gian để các bạn đi tìm một cái việc mới. Thì khi mà các bạn ở bên đây rồi đó, thì các bạn sẽ, ví dụ bây giờ các bạn là, ví dụ bây giờ nói dễ hiểu là các bạn ở bên đây rồi, Calvin nhận các bạn vào làm việc cho công ty của Calvin, đúng chưa? Thì bạn vào làm việc liền ngay lập tức, thì trong cái thời gian lúc mà Calvin nhận các bạn á, thì bên phía luật sư của công ty Calvin sẽ bắt đầu nhúng tay vào làm cái form là E485, gọi là I-485 đó, đúng không? Cái E485 là gì? Là có nghĩa là để cho bạn có thể ở lại Mỹ làm việc. Ok. Chứ không phải là giống như truyền thống, như là bạn đợi chờ ở bên Việt Nam, bạn phải đợi ở bên Việt Nam. Đó là E485, có nghĩa là cho bạn ở lại Mỹ hợp pháp làm việc và chờ nó xét duyệt bên EB3 đó. Đó. Nó như vậy thôi. Nhưng mà ở bên Mỹ này á, thì mọi thứ nó dễ hơn, nó cắt đi một số hồ sơ thủ tục, tại vì nó không, hồ sơ không phải cần phải chuyển về bên lãnh sự quán. Đó, bên sở di trú bên đây làm trực tiếp với bạn luôn. Đó.
Nó là như vậy. Mọi thứ nó rất là dễ dàng khi mà các bạn đã ở Mỹ rồi, hoặc là các bạn chuyển, xin chuyển diện ở Mỹ, nó cũng dễ hơn là các bạn làm cái thủ tục hành chính ở bên Việt Nam, qua bên Việt Nam đó. Rồi câu hỏi kế tiếp nữa là dạng EB3 này còn không? Nếu còn, làm cách nào để đi? Xin cho biết tuổi tác, chi phí tài chính. Này để anh Hồng trả lời đi. Anh Hồng nắm rõ miếng này nhất đó. Riêng về chương trình EBB còn, còn tuổi tác là dưới 55. Còn cái chuyện kinh phí là tùy theo nơi bạn làm việc, tùy theo dịch vụ, tùy theo dịch vụ mà nơi bạn làm việc. Đó, đó. Còn cái EB3 này á, là hiện tại bây giờ các mình biết là mọi người cũng đang rối dữ lắm, đúng không? Là mọi người đang rối dữ lắm, tại vì cứ nghe đây một tí, nghe kia một tí, rồi nghe bên Mỹ là chiến tranh, rồi xong rồi rồi bầu cử, rồi xong rồi kinh tế đi xuống, rồi shutdown, rồi đủ loại hết. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, EB3 hiện tại vẫn nhận, không có gì cả. Đó chỉ là hai cái đảng đối lập với nhau thôi. Người ta nói qua nói lại, đứa này nói kiểu này, đứa kia nói kiểu kia, không thằng nào đồng lòng thằng nào hết, thì nó là shutdown, đúng không? Thì tạm thời thôi. Đó. Ví dụ có những cái trường hợp shutdown nó là như vậy. Còn EB3 là nói chung là bên doanh nghiệp, bên kinh tế, bên các cái công ty của Mỹ, không thể nào mà nó thiếu cái nguồn nhân lực, mà nó không có nhân lực hết á. Cho nên các bạn cứ yên tâm, không có sao cả. Các bạn nên thận trọng, vì trong những cái lúc này nè, là cái lúc mà các bạn dễ bị lừa nhất. Là tại vì sao? Người ta đánh tâm lý của các bạn về mọi mặt hết, là sẽ làm bạn rối, đúng chưa? Tại vì cái tâm lý nó đánh mọi mặt hết mà. Nào là sắp đóng cửa, nào là kinh tế đang, bây giờ kinh tế Việt Nam mà đang đi cái vào con đường gọi là giống như là gần như là suy thoái rồi, đang đi xuống một trăm trọng mà, đúng không? Thì các mọi người ai cũng là bỏ cùi chạy lấy người kiểu như vậy đó, thì cũng đang rối. Thì người ta lựa cái dịp này, người ta đánh cái tâm lý của bạn, mà người ta rất là khôn nha, chia ra làm 4-5 lần để lấy tiền các bạn, đúng không? Ví dụ lần thứ nhất là các bạn phải đặt cọc, ví dụ là cho là 5.000 đi. Lần thứ hai là khi mà lấy được cái giấy perm là sẽ là 5.000, ví dụ như vậy đi, đúng không? Lần thứ ba là đi phỏng vấn là thêm 5.000 nữa, ví dụ là như vậy. Thì nó chỉ đâu cần phải, nó đâu cần phải nó lấy hết của bạn đâu, chỉ cần 5.000 thôi mà gom lại 100 người là đủ chơi rồi, đúng chưa? Đủ chơi rồi đó. Như cho nên các bạn, khi mà các bạn đã bị lừa một lần rồi thì cái tâm lý của mình á là mình bị rối hết, không thể tin ai, mà không biết đi về đâu, không biết trôi về đâu đó. Thì các bạn cẩn thận khi mà làm dịch vụ là phải rõ ràng. Các bạn nên nhớ là phải công ty làm gì thì làm cũng quay về cái then chốt, cái máu chốt là cũng là công ty đó. Phải, các bạn phải coi dịch vụ, mình trả tiền cái dịch vụ người ta phải trả lời. Các bạn có thể là tìm hiểu, các bạn có thể là phỏng vấn dịch vụ, chứ không phải là các bạn tự nhiên làm gì mà các bạn phải sợ, đúng không? Các bạn phải hỏi lại là công ty gì, làm việc gì, và công ty này đã thành lập bao nhiêu lâu rồi, kinh tế như thế nào, mọi thứ các bạn phải nắm được đó. Thì các bạn mới có cái phần thắng là 3-4 năm sau. Các bạn nên nhớ là 3-4 năm sau thuyền chìm các bạn chìm theo. Các bạn nên nhớ như vậy. Và các bạn chỉ có một lần thôi, cho nên một lần mình làm cho đúng luôn đó. Khi mà các bạn đã mà bị đánh rớt rồi đó, ở bên lãnh sự quán rồi đó, là các bạn đã có một cái phốt rồi. Xấu hay tốt thì các bạn không có biết, nhưng mà dù gì đi nữa thì các bạn cũng đã có một cái phốt ở trong lãnh sự quán rồi, thì hồ sơ của bạn là khả năng là mà làm lại nó rất là khó để đậu thật đó. Ok, câu hỏi tiếp theo. Ok, có một cái câu hỏi này thì các bạn thấy nó cũng hay. Em ơi, người chị đang làm hồ sơ bảo lãnh diện chị em, mình có thể làm hồ sơ EB3 để chị gái có thể đi sớm hơn được không em? Có nghĩa là đang nộp hồ sơ bảo lãnh diện chị em, nhưng mà ý là muốn đổi diện, chuyển diện qua EB3 để được đi sớm. Calvin chân thành Calvin khuyên bạn không nên đổi diện, và câu trả lời là không.
Tại vì hồ sơ của bạn đang nằm trong hồ sơ, đang nằm trong hồ sơ đợi chờ, đúng không? Thì Calvin hiểu là cái diện mà chị em bảo lãnh đó, nó rất là lâu, từ 15 năm cho đến 17 năm, đúng không anh? Ừ. Tại vì chính bản thân của anh Hồng là cũng có gia đình, em của anh Hồng cũng đang nằm chờ đợi là diện chị em bảo lãnh rất là lâu, 15 năm cho đến 17 năm đó. Thì nhưng mà bây giờ cũng đã muộn rồi, cũng đã lỡ rồi. Các bạn, bạn đừng có nên thay đổi, đừng có chuyển cái gì, đừng có thay đổi, đừng có nghe ai cả. Các bạn mà thay đổi cái gì là các bạn hỏng luôn đó, chắc chắn 100% hỏng luôn đó. Còn nếu mà các bạn còn có thể là lãnh sự quán người ta cho bạn đậu thì cái đó Calvin không biết, cái đó là cái, giống như là cái miracle rồi, cái đó bạn quá hên rồi thì thôi, cái đó mình Calvin không nói. Nhưng mà khả năng mà để mà bạn đậu đó, các bạn đang đợi chờ mà bạn lại làm một cái diện khác đó, khả năng rớt là coi như là 99% rồi đó, 1% là coi là số may mắn là trời độ bạn đó nha. Ok. Ok. Thì các bạn có những cái câu hỏi á mà Calvin nghĩ là Calvin đã nói rất chi tiết ngay từ lúc đầu mà Calvin làm cái những video, ngay từ những video đầu tiên cho đến bây giờ. Thì nói chị có những câu hỏi, nó chỉ đồng câu hỏi hết, cho nên mọi người chịu khó giúp Calvin làm quay về những cái video ngay từ ngày đầu Calvin làm. Thì cái ngày mà Calvin mà đưa anh Hồng đi trải nghiệm mà hớt tóc đó, thì mọi người thì anh Hồng cũng đã nói rõ những cái quy trình là bước 1, bước 2, 3, 4, 5, 6, ghi nói rõ ràng, rất là rõ ràng là nộp hồ sơ như thế nào, đóng bao nhiêu tiền, đợi bao lâu. Nói chung là đã nói rõ ràng hết rồi, không còn cái gì nữa. Cho nên bởi vì Calvin mới nói mọi người là Calvin cũng không biết làm cái video nào khác lên để nói chuyện về EBT nữa, tại vì nó rất là khô, cái chủ đề nó rất là khô cằn thật sự, tại vì nó không có thêm bớt một cái gì cả, cũng không thêm được một nút nào, cũng không bớt đi một nút nào, vẫn là cái quy trình nó vẫn là như vậy thôi, nó rõ ràng đâu ra đó như vậy thôi. Then chốt ở đây là công ty, là doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh cho bạn, mà công ty là phải đủ cái thế, đủ mạnh nha, rõ ràng đóng thuế đầy đủ nhà nước Mỹ. Thì đây là cái bar mà mọi người nhớ là ngày đầu tiên mà anh Hồng đến Mỹ, rồi Kevin đưa anh Hồng đi ra cái bar này đó. 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 Thì cái này thì thật sự là cũng không phải là cái câu hỏi, nhưng mà cái này giống là cái tâm sự thôi, cái lời tâm sự với Calvin thôi, ở trên comment trong YouTube của Calvin đó. Thì là như vậy nè, hai anh vừa mới biết đến kênh anh, rất thẳng thắn nói ra được tiếng lòng của người như bạn thân em, có người thân bên không giúp được gì, cho người thân thuộc qua toàn nói ABC, kiểu như là nói phát đó, lòng vòng chà đạp nhau, quên cái nghĩa cái tình, đổi máu thay lòng, anh uy tín đấy. Thì anh cảm ơn em đã chia sẻ cái tâm tình của em, cái bức xúc của em. Thì cái này thì anh cũng không có tham gia vào, thì anh chỉ biết là theo cái cách mà em viết cho anh đó, thì nếu mà theo cái cách của em viết cho anh mà sự việc nó xảy ra như vậy đó, thì anh xin thành thật chia buồn với em là gia đình em lại đối xử như vậy. Còn nhưng mà thật trắng hư vô thì như thế nào đấy thì anh cũng không biết, tại vì câu chuyện nào nó cũng có hai mặt cả, cũng không biết ai đúng, cũng không biết ai sai, cũng đôi khi thì cũng có thể là người ta có một cái gì đó nó khó khăn, chân ướt chân ráo, hay là cũng có thể có những người qua đây là nổ banh xác luôn, hay là thay lòng đổi dạ thì cũng có thể luôn. Thì cái đó là anh cũng không hơn rành, cái đó là chính bản thân em và cái đó là gia đình của em thì em mới hiểu rõ thôi, chứ anh không cũng không biết thì thôi. Nhưng mà anh cũng là xin chia buồn với em, thì chúc em là và gia đình, nếu em có vợ thì chúc hai vợ chồng em luôn hạnh phúc, vui vui tươi, và nếu mà có con cái thì
con cái thì học hành giỏi giang, rồi sức khỏe tốt, và chúc gia đình em thành công trên mọi lĩnh vực nhé, rồi sớm ngày được định cư tại Mỹ. Đó. Có một cái câu hỏi á, đặt hỏi Kevin á, là rồi câu hỏi là như này, thì cái câu hỏi này thì Kevin nghĩ là cũng như Kevin đã nói rồi, cũng đã trả lời rồi, nhưng mà thôi Kevin trả lời lại luôn. Làm ơn cho mình hỏi anh Hùng làm hồ sơ EB3 dịch vụ nào vậy ạ? Làm sao để liên lạc với Kevin? Rồi bây giờ anh Hùng trả lời cái câu là làm ơn cho mình hỏi anh Hùng làm hồ sơ EB3 ở dịch vụ nào vậy? Rồi để anh trả lời. Dịch vụ mình không có làm qua dịch vụ nào hết, qua công ty của Kevin, luật sư của mình. Thôi để em bổ sung, ông này ông trả lời cũng khô cằn quá, ông trả lời khô cằn. Dịch vụ thứ nhất, dịch vụ là ai, đúng không? Là tôi. Rồi công ty đứng ra bảo lãnh hoặc là doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh là ai? Là tôi. Là tôi. cái gì đó, đó đúng không? Còn cái lo giấy tờ, đàm thoại, theo dõi sở lao động, sở di trú, bổ sung hồ sơ, theo sát sở lao động, theo sát sở di trú, trình bày cái mọi việc, chấp nối thuyết trình đủ loại hết, nói chung thuyết phục lãnh sự quán là luật sư. Còn cái câu hỏi đó thì các anh trả lời hết rồi đó, thì dịch vụ là tôi, công ty bảo lãnh là tôi. Okay. Thì mọi người có hỏi là làm sao để liên lạc với Kevin, thì mọi người quay về lại những cái video Kevin đã từng làm về EB3 đó, thì Kevin cũng đã viết rõ, cũng đã nói rõ là Facebook Messenger và WhatsApp, số phone riêng của Kevin luôn, thì mọi người cũng đã biết rồi, thì mọi người giúp Kevin quay về lại nha. Rồi, ok. Xin chào Kevin, mình đang ở nước Séc. Được 15 năm rồi, mình đã 52 tuổi, mình muốn sang Mỹ làm việc được không bạn? Được bạn. Phải kêu anh mới đúng. Được anh. 52 tuổi. Đây, nhân vật 52 tuổi đây. Đó. Nói lòng vòng cũng là công ty. Đó, anh có công ty là được hết, không có gì không được cả. Rồi, tôi là dược sĩ ở Việt Nam, sang đấy có cơ hội không anh? Nếu mà anh đã từng là dược sĩ ở Việt Nam rồi thì Kevin nghĩ bạn qua đây bạn sẽ rất là thành công. Bạn qua đây bạn chỉ cần đi học để lấy bằng thôi, để giống là đi mình lấy giờ để lấy bằng vậy đó, kiểu vậy đó. Chứ bạn, tại vì lý do là tại vì sao là bạn đó là dược sĩ rồi, thì những cái căn bản bạn đã nắm hết rồi, đâu có cái gì làm khó đâu. Tại vì khi mà bạn đi học ở bên đây, hoặc là theo mình nghĩ khi mà học ở Việt Nam, học ở bên đây thì chemistry đó, học bạn học toán đúng không, bên dược là toán với lại chemist đúng không, thì bạn đã nắm rõ hết rồi, đâu có cái gì, nó đâu có gì khác, có thể là có một số một tí xíu gì đó nó chỉnh sửa lại nó khác thôi, nhưng mà nó vẫn na ná như vậy. Nếu mà bạn làm mà dược sĩ ở bên đây, bạn sẽ có một cuộc sống nói chung là sung túc, không phải là đại gia nhưng mà là có cuộc sống rất là sung túc, công việc rất là dễ dàng, ở đâu làm cũng được hết, rất là dễ sống nha. Rồi để các bạn tìm câu hỏi nữa. Ok, thì có một câu hỏi của một bạn subscriber mới, thì họ là chào anh Kevin, em muốn hai anh tư vấn cho em diện EB3, cảm ơn video của anh. Thì em Roland ơi, em quay về lại tất cả những cái video mà anh đã làm về EB3,
em xem hộ anh, em xem giúp anh nha. Anh đã nói không có cái gì mà anh không nói ra hết, anh đã nói hết rồi. Thì mọi người thông cảm cho Kevin nha. Thì quay về lại cái video trước xem rồi sẽ biết. Một câu hỏi nữa là bạn cho hỏi đã đậu EB3 thì khi qua Mỹ có cần mang theo tiền không? Cái này như là bạn họ chơi chơi cho vui qua luôn. Bạn đậu EB3 khi qua Mỹ có cần mang theo tiền không? Không mang theo tiền làm sao mà sống hả bạn? Này giống câu hỏi bạn đang đùa đùa với Calvin hay sao á? Bạn đi đâu bạn không cần phải đem tiền, bạn phải nên hỏi lại câu hỏi như vậy là chắc Calvin này ý bạn muốn hỏi là đem được bao nhiêu tiền, đúng không? Chứ bạn hiện hỏi là có được đem tiền không thì là phải đem, chứ là không đem sao sống được. Là bên Việt Nam, anh Hồng bên phía Việt Nam quy định là 5.000, nhưng mà cửa khẩu của Mỹ cho bạn là dưới 10.000, cho nên cái đó thì Calvin không biết, tại vì bên Việt Nam cho đem ra có 5.000 à, đúng không? Thì giờ mình đem sao bây giờ? Mình chẳng lẽ mình cãi với ông Việt Nam, mình nói là thằng Mỹ nó cho tôi đem 10.000 thì cũng không được. Thì bây giờ Việt Nam, nó là luật của Việt Nam thì đem ra được có 5.000 thôi đó. Thì còn tài sản của mình bán ở Việt Nam vẫn mang qua Mỹ được. Ừ, ok, đó thì câu trả lời là phải có tiền, đi diện nào cũng phải có tiền hết. Ok rồi. Một cái câu hỏi cuối cùng thì Calvin xin trả lời nha, tại vì Calvin cũng có một số việc cũng quan trọng mà Calvin cũng muốn bàn riêng với anh Hồng, anh em với nhau đó. Nói chung là, và đồng thời ở đây thì nó cũng ồn, rồi người xung quanh mình thì mình nói chuyện thì cũng kỳ nha. Thì đây câu hỏi cuối cùng là có một bạn là em sẽ sắp tới là định cư bên vùng Nam Cali, không đi shopping, không đi chơi, không đi gì hết đó. Ở bên đấy có mắc không? Rồi thì anh xin trả lời như vậy, anh cũng có rất nhiều bạn ở bên Cali, một số bạn lúc trước cũng từng ở bên Hồng Kông, chạy cấm ở bên Hồng Kông rồi được thoát, được đi định cư bên Cali, và cũng có một số mà lúc nhỏ rồi quen biết, rồi xong rồi lớn lên thì bạn bè dọn qua bên Cali đó. Thì một số bạn của anh á là cũng rất là thành công ở bên Cali đó. Thì anh cũng có qua bên Cali anh chơi, anh chỉ đi du lịch thôi, anh qua anh chơi. Thì anh cảm thấy, bạn cá nhân của anh thôi, anh thấy bên Cali mọi thứ rất là đắt đỏ. Cho dù em không có đi chơi đi nữa, em không có đi shopping, em không đi mua sắm, nhưng mà cái chi phí cuộc sống hàng ngày đó nó rất là đắt đỏ, nó cao. Nhưng mà tiện lại một cái là đồ ăn, thức ăn Việt Nam thì rất là đa dạng, tại nó có phố người Việt mà, rồi người Việt cũng đông đó, nó chỉ như vậy thôi. Nhưng mà anh cảm nhận được là mọi thứ ở bên Cali thì nó không có chất lượng bằng bên bờ đông của anh đó. Bên bờ đông của anh thì nó cũng đắt, nhưng mà nó không có đắt đỏ như vậy, và nhưng mà nó lại có chất lượng. Đấy là theo cá nhân nhận định của anh thôi nha. Còn có ai ở bên Cali mà có nghe tôi nói này thì đừng có trách tôi nha, tại vì cái đây là việc thật người thật. Tôi qua bên đấy thì tôi thấy nó đắt thì tôi nói nó đắt. Ok, nhưng mà thật sự bên California cuộc sống nó rất là đắt đỏ đó. Ok thì sẵn đây thì Calvin cũng xin chấm dứt cái phần câu hỏi. Ok thì Calvin cũng nói như vậy nè, Calvin không có quên mọi người, Calvin không hề quên đi mọi người, Calvin vẫn luôn nhớ đến mọi người. Calvin ngày đầu tiên, cái video đầu tiên Calvin làm á là cũng là vì cái Calvin bức xúc cho mọi người. Calvin làm EB3 nói lên những cái việc thật, người thật. Calvin nói lên những cái quy trình làm EB3 từng bước, và Calvin sẽ hỗ trợ mọi người. Ok. Cho đến bây giờ Calvin cũng không quên cái điều đấy. Calvin không có lên, Calvin nói làm cái video nhiều về đề tài EB3 nhiều nữa là tại vì nó quá khô đi.
nó quá khô đi, mà nó cũng rất là nhàm chán thật sự, là tại vì nó chỉ có chừng đó thôi, nó có bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 như vậy thôi. Thì quan trọng đây là công ty, các bạn này phải hiểu cho rõ là công ty các bạn còn có 3 năm nữa, 4 năm nữa, đúng không? Trong thời gian 3 năm, 4 năm nữa mà công ty nó không có rõ ràng đó, công ty mình nó rớt là các bạn rớt theo luôn. Công ty chìm xuồng thì cái xuồng là bạn đứng trên xuồng, bạn chìm theo luôn. Các bạn nên hiểu như vậy. Cho nên chọn lựa ra công ty, các bạn phải thận trọng. Dịch vụ tuy là sẽ làm cho các bạn, dịch vụ đó chỉ cần tiền thôi, nhưng mà bạn là người trực tiếp bị ảnh hưởng. Lãnh sự quán cho bạn một lần thôi, Kevin xin nhắc lại với mọi người là lãnh sự quán cho bạn một lần thôi. Và lần kia nữa các bạn bổ sung, mà khi mà công ty nó đã chìm là các bạn hồ sơ bạn là chìm theo, chìm thôi, không có cách nào cả nha. Còn ví dụ bây giờ còn các bạn ở bên đây, ở bên Mỹ rồi, nó lại là một cái vấn đề khác nữa, nó lại dễ hơn. Ok đó, thì Kevin đó cũng xin tâm sự với mọi người là Kevin ngày đêm Kevin tìm tất cả các cái mối quan hệ mà Kevin đang quan hệ, tìm tất cả mọi người. Kevin giống như là gần như là Kevin van xin luôn đó, không còn dùng như là cái tôi nữa, bỏ đi cái tôi, mà Kevin giống như là gần như là van xin mỗi người giúp Kevin một chân, hai chân, ba chân, một chân cũng được, cộng lại nó cũng được mười mấy chân, đúng chưa, để giúp mọi người đó. Kevin không quên, nhưng mà mọi người cũng hiểu như vậy nè, rất là khó khăn cho người ta. Tại vì là vì sao? Tại vì người ta cần tuyển nhân sự là tuyển liền và đi làm liền. Cho nên rất là có nhiều người ở đây, người ta người bạn bạn địa ở đây, người ta cũng cần việc làm, người ta cũng xin việc, đúng không? Thì không thể nào người ta giữ lại cho mình là một chỗ, hai ba chỗ được hết á. Đó, 3 4 năm sau mà đâu có biết được là các bạn có đậu không đâu. Bên phía của cái công ty thì người ta, tại vì công ty mà đủ mạnh rồi đó, công ty thì Kevin đã nói là như là vừa rồi Kevin cũng đã nói rồi đó, 90% là các bạn sẽ đậu nếu mà các bạn có công ty mạnh, đúng không? Sở lao động mà cấp giấy phép perm cho công ty rồi đó là các bạn được 90% rồi. Nhưng mà còn về cái hồ sơ của các bạn nữa, các bạn có bệnh hoạn không, đúng không? Cá nhân của các bạn mà các bạn bị bệnh, những cái bệnh mà truyền nhiễm đó, thì các bạn sẽ không được cái visa. Thứ hai nữa là ví dụ các bạn có cái phốt xấu, cái điểm xấu gì với Mỹ đó, là nó phải xem xét lại, nó rất là khó khăn về cái việc đấy đó. Nó đi nó lại EB3 chương trình của Mỹ, nó cũng là công ty, nó không có liên quan gì đến các bạn cả. Các bạn có giàu nghèo không quan trọng, lùn mập béo ốm đẹp xấu không quan trọng gì cả, trừ khi ví dụ bây giờ các cái diện khác như là cái diện fiancé, cái diện đám kết hôn, rồi diện du học, rồi diện đầu tư thế này thế kia, thì bên cục di trú người ta sẽ xem xét về bên phía bản thân của bạn, người ta sẽ, đúng không, người ta sẽ tìm hiểu bên bạn rất là rõ về tất cả là bạn là đóng vai chính đó, bạn là vai chính. Còn EB3 đó, cái đoạn phim EB3 đó là công ty doanh nghiệp là vai chính, bạn chỉ là một cái thủ vai giống như là cho có thôi, đúng không? Còn công ty và sở lao động mới, công ty mới là vai chính. Cục di trú cũng không, sở di trú cũng không phải là vai chính nữa, cũng là vai phụ thôi. Khi mà bạn đã đậu cái perm rồi đó, sở bên sở lao động rồi đó, là coi như là bạn đã biết là bạn định cư được vượt qua Mỹ rồi đó. Ok. Thì ngày đêm Kevin tìm công ty và người ta cũng cần một thời gian để người ta trả lời cho Kevin, và Kevin cũng rất là nóng lòng. Kevin nóng lòng còn hơn mọi người nữa. Mọi người hỏi anh Hồng đi, Kevin rất là nóng lòng, chứ không phải Kevin không nóng lòng đâu, nhưng mà biết làm gì hơn. Cái đó là doanh nghiệp của người ta. Còn bên phía của Kevin thì Kevin chỉ có nhận được mà 1-2 người thôi. Kevin làm gì mà Kevin lấy được đâu. Cộng tất cả những quan hệ của Kevin lại thì cũng khoảng mấy chục người. Ví dụ là như vậy, cho là mấy chục người, thì mọi người cũng đã biết rồi, ở Việt Nam bao nhiêu, cho là nghìn, mình nói nghìn đi cho dễ, cần muốn phải đi, đúng không? Muốn đi Mỹ, Kevin không thể nào giúp hết được hết, thì cứ coi như là một cái hữu duyên, đúng không? Cái gì luật trời đất thì cái gì nó cũng có cái chữ duyên ở trong đấy, đúng không? Nếu mà duyên đủ
để mình để chớm nở hoa đông cái gì đông hoa kết trái hả, thì nếu mà đủ duyên rồi, cái chữ duyên mà nó đủ lớn rồi ấy, thì mọi người chắc chắn là sẽ làm việc đồng hành với Kevin, sẽ nhất định sát cánh với Kevin, và Kevin sẽ nhất định sát cánh đồng hành với mọi người. Còn nếu mà đã không đủ duyên rồi đó thì làm cách nào cũng rất là khó, tại vì Kevin không thể nào Kevin một mình, Kevin mà Kevin gánh hết được hết đó. Thì sắp đến thì Kevin sẽ tháng 3 này đó, thì Kevin sẽ có một cái chuyến đi về Việt Nam để làm việc với cái người mà Kevin nhận vào trong hãng mà xe Harley Davidson đó để làm việc đó. Thì Kevin sẽ giao lưu với mọi người, nếu có ai muốn giao lưu với Kevin thì Kevin sẽ hẹn gặp ở Việt Nam. Thì có những cái điều á mà khi mà gặp nhau thì cũng dễ nói chuyện hơn, có những cái diện hoặc là những cái cách làm đó nó sẽ dễ nói chuyện hơn. Còn có những cái vấn đề mà mình rất là khó nói ở trên cái mạng xã hội như là YouTube này kia, mình nói công cộng ra đó, tại vì mọi người nên nhớ nè, cũng có người gián tiếp, cũng có người gọi là cũng có người của lãnh sự quán, cũng có người này người kia theo dõi nữa, cho nên mà nếu mà mình nói quá đi thì nó ảnh hưởng các bạn chứ không phải ảnh hưởng Kevin, ảnh hưởng các bạn đó. Thì có những cái mà cái Kevin cũng muốn giúp những cái cách khác nữa, nhưng mà đôi khi Kevin cũng khó nói nên thành lời được, không có công khai được. Cho nên khi mà Kevin về đến Việt Nam rồi đó thì mọi việc khi mà đã gặp trực tiếp rồi đó thì Kevin dễ nói với mọi người hơn nha. Thì tháng 3 thì Kevin sẽ có chuyến đi về đến Việt Nam. Ok. Thì trước khi Kevin chấm dứt cái video này thì Kevin cũng có nói với mọi người là Kevin có làm một cái video tặng iPad miễn phí. Đấy là một cái tấm lòng cũ ít lòng nhiều. Kevin thật sự là Kevin muốn những cái ngày dịp lễ này sắp đến rồi đó, thì Kevin cũng muốn làm tạo một cái luồng không khí ấm áp, có một tí quà gì đó từ Kevin gửi đến mọi người để một cái lời tri ân cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Thứ hai thì mọi người cũng nghĩ là ôi trên đời này là không có cái gì miễn phí đâu, chắc thằng này nó cho nó đòi lại cái gì đó đúng không? Đúng, mọi người nói rất đúng luôn, trên đời này không có cái gì miễn phí cả. Ok, Kevin chỉ muốn Kevin tặng mọi người là thật sự là Kevin tặng mọi người, Kevin thích thì Kevin làm, cảm thấy là cái lòng mình nó vui thì Kevin làm thôi. Ok, Kevin nhận lại là gì? Ok, được một cái subscribe của mọi người, mọi người yêu thương Kevin, Kevin bỏ những cái thời gian mà Kevin làm những cái video, thay vì Kevin làm, Kevin gặp khách hàng, Kevin vào, Kevin làm việc hiện tại bây giờ, thì Kevin cũng kiếm được cũng gọi là một mớ, nhưng mà Kevin cũng dành thời gian, tại vì Kevin làm ra, thay vì Kevin phải ngồi nói chuyện với anh Hồng, thì Kevin cũng phải dành thời gian ra để Kevin trả lời cho mọi người và đem những cái thông tin hữu ích đến cho mọi người. Nếu mà mọi người cảm thấy hay thì cứ cho Kevin một cái subscribe thôi, tại vì mọi người không có mất một đồng nào cả. Nếu mà mọi người có mất tiền để subscribe cho Kevin, nhấn cái nút subscribe cho Kevin, thì mọi người đừng nên làm. Kevin cũng khuyên mọi người đừng nên làm, nhưng mà cái này là hoàn toàn không có mất đi mọi người một tí gì cả, chỉ có nhấn nút subscribe thôi, là cái đó là ủng hộ tinh thần cho Kevin một cái động lực. Một cái là mọi người sẽ hỏi là ủa vậy subscribe để làm gì? Ok, thì Kevin có một cái gọi là một cái dream, một cái ước nguyện, một cái ước mơ hay một cái giấc mơ, hay mọi người muốn nghĩ muốn nói, dùng từ gì cũng được hết á. Kevin muốn đạt đến trải nghiệm và thử thách được cái cảm giác được 1 triệu view nó như thế nào. Thứ nhất là trải nghiệm bản thân của mình, challenge bản thân của mình, đúng chưa? Thứ hai nữa đó là nó liên quan đến sắp đến Kevin về đến, thì Kevin cũng rất muốn làm những cái việc mà cống hiến lại cho xã hội, giúp đỡ những cái mảnh đời mà gọi là khó khăn, những đứa trẻ mà phải mổ tim không có tiền mổ rồi xong rồi phải bị sức môi hả? Sức môi rồi xong bị những cái bệnh gọi là bệnh nan y đó, các em bé đó, các trẻ em, kể cả những người già, các cụ già, các lúc đó Kevin về, Kevin sẽ giúp rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà các bạn nên nhớ là
Calvin cũng là chỉ có một người thôi. Calvin cũng không xin ai, cũng không hỏi ai, mà cũng không có lập lên cái quỹ từ thiện nào để gọi là để là chạy cái quỹ đó hết á. Calvin tự túi Calvin làm ra, Calvin đưa cho mọi người đó. Cho nên mọi người á, ý Calvin muốn khi mà Calvin, ví dụ Calvin được 1 triệu subscribe rồi đi, thì những cái khoản chi tiền mà YouTube trả cho Calvin á, thì Calvin lại tặng lại cho mọi người, Calvin lại cống hiến lại cho tất cả đồng bào người Việt Nam mình trong những cái hoàn cảnh khó khăn, mà những đứa trẻ, những đứa mồ côi, những đứa không có cấp sách được đến trường, vân vân và vân vân. Calvin giúp sạch sân hết. Thay vì Calvin chỉ có một mình Calvin thôi, cái chi phí chỉ một mình Calvin thôi, thì bây giờ tự nhiên các bạn đâu có mất đồng nào đâu, đúng không? Các bạn giúp Calvin là các bạn giúp người, con người Việt Nam. Là tự nhiên YouTube nó trả tiền cho Calvin. Calvin có, ví dụ mình có 10 đồng, thay vì bây giờ mình có được thêm 2 đồng nữa, thì có thể là mình giúp được cái mạng, cái được rộng, thoải mái hơn, đúng không? Nhưng mà Calvin sẵn đây, Calvin cũng nói thật nè, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mà Calvin cũng nói thật với mọi người, việc thật người thật, YouTube trả cho Calvin, nếu mà cho dù Calvin có, cho dù có là 1 triệu đi nữa đi, 1 triệu subscribe, thì thật sự á, nó chỉ là một cái hạt muối thôi, hạt cát thôi đối với Calvin, bản thân của Calvin. Tại vì Calvin gặp khách hàng, Calvin ra ngoài, Calvin làm việc, Calvin thế này thế kia, nói chung là nói nôm na là như vậy đó. Thì cái kinh, cái gọi là cái finance, mà cái tiền của mà YouTube trả đó, nó chỉ bằng một cái hạt cát của Calvin kiếm thôi, chứ không có gọi là cái gì đáng kể cả. Chứ mọi người đừng có nghĩ nặng về là ồ, ông Calvin sống là vì kênh YouTube nha, xin lỗi nha, không hề nhá. Calvin tặng cho mọi người, Calvin có những cái gọi là những cái chiến lược, đúng không? Calvin tặng quà, Calvin thế này thế kia để tăng subscribe, là vì sao? Là Calvin có một cái mong muốn, có cái mong muốn để làm từ thiện. Calvin không có xè tay, Calvin xin, Calvin không có thói quen là Calvin gây quỹ. Tại vì gây quỹ nó đem nhiều cho mình rất nhiều rắc rối mà gọi là phiền muộn. Đặc tính của Calvin là không, Calvin minimize, gọi là minimal cái những cái rắc rối đến với mình. Tại vì mỗi người một cách nhìn nhận, mỗi người có một cái miệng, mỗi người nói mình làm kiểu gì người ta cũng nói mình được hết. Mình làm tốt người ta cũng nói mình xấu, mình làm xấu người ta thành lại nói mình tốt. Kiểu mỗi người một kiểu, nói sao cũng nói không lại hết á. Cho nên thôi, mình tự tâm mình làm, tiền mình có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Tại mọi người biết Calvin còn, đúng không, công việc rồi doanh nghiệp phải lời lỗ như thế nào nữa, rồi nhân viên, rồi xong rồi con cái Calvin phải đi học, rồi thế này thế kia nữa, nó chi đó. Cho nên Calvin phải dư cái phần nào, cái khoản nào, thì Calvin sẽ giúp đỡ mọi, tất cả sạch sành sanh hết, không có còn không có nghĩ. Tại vì cái đó là cái mong muốn của Calvin, cái đó là cái mong muốn của Calvin. Calvin muốn giúp lại, thì sắp đến Calvin cũng có một cái chuyến đi Việt Nam, thì Calvin sẽ giúp đỡ một số đồng bào người Việt Nam mình đó. Thì đó là cái mà mong muốn của mình, đó là những cái mà làm sao, tại sao mà Calvin muốn là 1 triệu cái subscribe, là để dùng cái số tiền đấy mình tặng lại cho tất cả mọi người có cái hoàn cảnh khó khăn, chỉ là đơn giản như vậy thôi và chấm hết, không có gì hơn cả. Cho nên mọi người đồng hành với Calvin, thương Calvin, đồng hành với Calvin, quý Calvin, mến Calvin, không cần bằng lời cả, đúng không? Đó, thì cứ giúp Calvin đạt được cái nguyện vọng đó, giúp Calvin cùng Calvin sát cánh với Calvin đó, thì giúp đỡ những cái mảnh đời người ta thật sự người ta khó khăn và người ta thiếu thốn, như vậy thôi. Còn thật sự mà Calvin, kênh YouTube của Calvin, Calvin cũng không quan tâm, có lên xuống cũng chả có gì, cuộc sống Calvin nó vẫn phay phay, vẫn vui vẻ, vẫn bình thường, không có sao cả nha. Được thì tốt, không được thì thôi. Đó, giúp muốn, đỡ. Muốn chinh phục bản thân. Kiểu là muốn chinh phục thôi, không gì cả. Muốn cái cảm giác mà ok, được chịu view thì như thế nào, đơn giản vậy thôi. Đó, còn cái chuyện, một còn cái kinh phí finance, tiền bạc về với YouTube đó, thì Calvin cũng sẽ nhắc lại, nó chỉ là một cái hạt cát thôi. Đối với Calvin hiện tại, bây giờ Calvin kiếm được đó, cái tiền của Calvin, thu nhập của Calvin, thì YouTube chỉ là một cái hạt cát, hạt bụi thôi, nhỏ hơn một cái hạt cát nữa. Ok, thì Calvin nói như vậy là mọi người đã, cũng đã hiểu rồi. Thì thôi, Calvin thật sự tri ân và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của Calvin, và có
rất nhiều những cái comment rất là tích cực, cho Kevin một cái cảm giác rất là ấm áp và kiểu là muốn làm thêm và làm thêm và làm thêm và cuộc sống có ý nghĩa hơn. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người. Và Kevin xin chấm dứt cái video tại đây. Hẹn gặp mọi người một cái video sắp đến nha. Và cũng xin nhắc lại là Kevin không phải là hacker, cũng không phải là scammer. Đến ngày hết hạn thì ai thắng là Kevin sẽ trao. Đơn giản là như vậy thôi. Đó. Và cái mong muốn của Kevin thì Kevin cũng đã nói rồi. Đó. Ok. Thì thương Kevin, ủng hộ mọi người Kevin bằng cách share ra, share rộng ra. Ok. Rồi cho Kevin nhấn vào một cái subscribe. Ok. Như vậy thôi. Bye mọi người. I love you.